Idol 2 tuổi Bamio ơi liên tục tạo trend, thậm chí vươn tầm quốc tế. Các cô chú ngoan xinh yêu đâu rồi? Ngạo nghễ Pamela là đây, dù mới 2 tuổi nhưng đã có lượng fan đông đảo cũng như liên tục tạo trend. Dạo này còn xuất khẩu trend sang thị trường quốc tế nữa chứ. Gần đây, một fan K-pop đã chia sẻ khoảnh khắc. Trong khi đang trò chuyện cùng Jungwoo, thành viên nhóm NCT, thì cô có rủ oppa đu trend Pamela ngoan xinh yêu. Xinh ngoan yêu của mẹ, đâu rồi? Đây rồi. Xinh yêu của Nico, đâu rồi? Đây rồi. Đoạn clip cô chia sẻ khoảnh khắc Jungwoo đáp lại câu này, đây rồi, đã nhanh chóng viral và gây bão. Không ngờ idol K-pop cũng bắt trend em Pam. Được biết, bé Pam là con gái của hot girl Salim và thiếu gia Nguyễn Hải Long, tên thật là Nguyễn An Hải Đường. Nguồn gốc của chiếc trend xuất phát từ cuộc trò chuyện giữa mẹ Salim và Pam. Em bé này hiện là một trong những thế lực nhí có sức ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội. Lúc nào cũng gây thương nhớ với loạt biểu cảm đáng yêu. Hiện giờ, ngoan xinh yêu đã thành hệ tư tưởng đầu năm 2024. Ai cũng ngoan ngoan xinh yêu, đến Á hậu Phương Nhi hay ca sĩ Phương Thành cũng đu trend đây này. Xinh ngoan yêu của mẹ, đâu rồi? Đây rồi. Xinh ngoan yêu của mẹ, đâu rồi? Đây rồi. Các cô chú đã đu ngay chiếc trend đáng yêu này chưa nào? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.